2.51, tầm nhìn vượt xe an toàn là khoảng cách đo dọc theo mặt đường kính từ mũi xe để một chiếc xe đang chạy trên đường hai làn xe hai chiều có thể vượt qua một chiếc xe khác chạy chậm hơn cùng chiều bằng cách chiếm dụng làn xe chạy phía chiều ngược lại và quay trở về làn cũ của mình một cách an toàn. 3.52, vượt xe là tình huống giao thông mà xe đi sau vượt xe đi trước, đi ngược, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp được quy định trong luật giao thông đường bộ. Xe đi với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về phần đường bên phải của phần xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. 3.53, xe trên các làn chạy nhanh hơn nhau, trên đường có từ hai làn xe cơ giới mỗi chiều trở lên, được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường. Khi lưu thông, phương tiện trên các làn khác nhau có thể chạy nhanh hơn nhau miễn là tuân thủ quy định về tốc độ và loại phương tiện sử dụng làn đường và di chuyển làn phải tuân thủ theo quy tắc giao thông đường bộ. 3.54, nhường đường cho phương tiện khác là tình huống giao thông mà phương tiện nhường đường không tiếp tục di chuyển như hiện tại để phương tiện được nhường đường không phải chuyển hướng hoặc phải phanh đột ngột. 3.55, nút giao cắt mức liên thông là nơi giao nhau của đường bộ bằng tổ hợp các công trình vượt hoặc chui và nhánh nối mà